Dạ, có một vị hỏi là sau hai quyển mà tìm hiểu triết học Phật giáo và triết học A Tỳ Đàm của Phật giáo truyền thống, người học Phật có cần phải đọc thêm giáo lý A Tỳ Đàm 1 và 2 không? Dạ, xin cảm ơn sư. Nội dung của mấy cuốn sách đó khác nhau, nội dung mấy cuốn sách đó khác nhau. Tôi xin trả lời bằng hai cái cạnh đầu dòng. Cái thứ nhất, giới thiệu cuốn sách nào thì tôi chịu trách nhiệm, chứ không có nghĩa là những sách mà tôi giới thiệu là những cuốn sách số 1 thì không phải. Các vị có thể tìm hiểu thêm. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, nội dung của mấy quyển nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu cho rộng thì quyển nào cũng cần. Và xin nói rõ là quyển nó không có quyển nào mà của tôi viết hết á, cuốn A Tỳ Đàm hay là Thiền Quán là tôi chỉ dịch thôi, chứ tôi không quyển nào tôi viết hết, quyển nào tôi. Cho nên bà con có thể tìm được bản gốc đó. Bản gốc đều có sách tiếng Anh hết để bà con đọc. Dạ rồi, xong câu rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, bạch sư cho con hỏi, các pháp chân đế như tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, khi quán chiếu các đối tượng trên, hành giả, bằng tưởng tri hay bằng thực chứng để tuệ tri, hiện nay có pháp tu nào để thực chứng pháp chân đế, hay chỉ học cho biết, hoặc khá hơn là chỉ để sửa mình? Con kính tri ân sư. Chúng ta có hai cách nhìn về thế giới, cách nhìn về thế giới hiện tượng và nhìn về thế giới bản chất. Ở ngoài đời cũng vậy thôi. Chúng ta cầm một ly nước, chúng ta có hai cách nói. Đây là ly nước, nước trà, nước chanh, nước cam, nước suối. Nhưng mà cũng có một cách nói, đây là H2O cộng với các nguyên tố hóa học. Tôi nói với nghe kịp không? Thì tùy trường hợp mà chúng ta sống với cái thế giới hiện tượng hay là thế giới bản chất. Tất cả những cái chúng ta học về bốn pháp chân đế rõ ràng đã nói chân đế, nhưng mà thật ra đã nó học qua sách, qua thầy, thì rõ ràng là học qua cái cạnh tục đế. Nhưng mà tại sao phải học? Học để thấy rằng đó là thế giới có hai cách nhìn, mà để có thể chứng thánh, để có thể cắt đứt phiền não á, thì chúng ta phải có một cái nhìn xuyên thấu. Và muốn có được cái nhìn đó đó thì trước hết chúng ta phải vay mượn kiến thức chữ nghĩa, phải nói như vậy. Trong ngay trong câu hỏi chúng tôi đã ngầm nghe được cái mùi của ác ý, nhưng mà tôi vẫn nói. Có nghĩa là các vị có cái ý bài xích cho rằng là có cách nào đi tắt không, thì xin nói rằng là chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật ngài dạy, Đức Phật là các bậc thánh tăng như ngài Sa Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp. Các vị nhìn cái duyên của người ta, các vị có cách nói rất là ngắn, không có phải dạy dòng như phàm phu của mình. Ví dụ như Đức Phật ngài chỉ dạy đơn giản rằng là vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Thì có người nghe như vậy đã trở chứng thánh rồi. Rồi có lúc thì ngài nói rằng thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ở đây không ai thấy, không ai nghe, chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Nhưng mà cái người dạy phải là người như thế nào, và cái người nghe nó phải là như thế nào, thì trong trường hợp đó mình mới không cần kiến thức giáo lý. Còn hôm nay cái người thầy mà cỡ như Đức Phật và các vị đại đệ tử của ngài không còn nữa, và trò hôm nay thì cũng không giống như trò của ngày xưa. Cho nên chúng ta phải nhờ đến kinh điển. Còn nếu mà các vị tự thấy rằng mình có bản lãnh, có khả năng, không cần phải thông qua kinh điển giáo lý, tự ngồi trực nhập chân đế, thì tôi xin chúc mừng là các vị là nhục thân một tác giữa thời mạt pháp. Chỉ còn riêng bản thân tôi thì tôi vẫn chủ trương rằng đó là phải lấy kinh điển làm nền trước, trên cái nền đó đó mình mới đi tiếp. Tôi ví dụ như bản đồ đó, nó chỉ là tờ giấy thôi với một vài cái vệt mực ngoằn ngoèo trên đó thôi. Bản đồ nó chỉ là tờ giấy thôi, nó không phải là con đường để mà mình đặt cái bằng chân mình lên đó. Và cái chỗ mình đến thì nó là cái chỗ có đất đá cây cỏ, chứ nó không phải là một miếng giấy. Tuy nhiên
cả con đường lẫn đích đến đều nằm trên tờ giấy của cái bản đồ đó, thì mình phải nhờ cái bản đồ đó để mình đi. Còn quý vị hỏi tôi có cái cách nào không cần bản đồ để đi không, thì nếu quý vị có khả năng tôi xin chúc mừng, thì riêng tôi đó, thì tôi phải xài bản đồ. Hoặc là bây giờ thì nó tối tân hơn, rồi tôi phải xài cái smartphone, trên đó có cái Google Maps nha. Hoặc là mình mua hẳn một cái navigator. Chứ còn mà nói rằng không cần gì hết mà cứ ngồi tại chỗ mà đến thẳng được cái nơi mình muốn, không cần một hướng dẫn nào hết, thì cái đó tôi chịu thua nha. Xong câu. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, sư cho con hỏi, khi một người nói tôi chịu trách nhiệm về lời nói này, về việc làm này, là người đó còn thân kiến có phải không? Con cảm ơn sư. Tùy trường hợp. Thứ nhất, chuyện đầu tiên mình phải nói là 99,9% phàm phu khi phát biểu như vậy đó là điều có gắn liền với cái ngã mạn và thành kiến. Mình phải nói như vậy. Chuyện đầu tiên phải xác nhận là phàm phu. Vì phàm phu mình không có cách nào mình rời thân kiến mình hết. Đó. Chuyện đó là gạch đầu dòng thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai, cái câu nói rằng tôi chịu trách nhiệm, cái câu nói đó thì bản thân câu nói đó nó không có lỗi. Bản thân câu nói nó không có lỗi. Mà nó là trong một vài trường hợp nó là một cái câu nói cần thiết. Khi mà nó là một câu nói cần thiết trong một trường hợp cần thiết, thì câu nói đó không có lỗi. Và nó hoàn toàn có thể được phát biểu bằng thiện chí. Thiện chí nó mang cái ý nghĩa khẳng định để gây tạo cái niềm tin cho người nghe. Trong trường hợp đó thì nó không có lỗi. Và nó trong trường hợp đó nó được xuất phát từ một động cơ thiện chí nha. Còn cái chuyện mà phàm phu đó chưa chứng tu đồ quần thì phải nói rằng khó mà có một cái biểu hiện nào mình ngoài thân kiến, lúc nào cũng phải dính liền thân kiến. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, kế tiếp. Dạ, bạch sư, thế nào là tâm xã ạ? Con xin kính tri ân sư. Đây là một cách, một cái câu hỏi. Cái câu này nó giống như là hỏi chứ đồ bỏ làm sao? Tôi khẳng định, tôi chưa có một bằng cấp nào hảo hình là đời hết nha. Tôi phải khẳng định lần nữa. Tôi khẳng định 1001 lần tôi chưa có một bằng cấp học viện nào ngoài đời hết. Cho nên ở đây tôi chỉ nói ví dụ thôi, là không có cái gì mà dễ bị chửi. Cho bằng gặp bác sĩ, mà gặp y tá, mà gặp dược sĩ mà hỏi họ chứ đồ bổ là cái. Bởi vì cái chữ đó nói trong ngôn ngữ dân gian mà đời thì được, nhưng mà trong cái ngôn ngữ khoa học thì cái chữ đồ bổ nó rất là mơ hồ. Ví dụ như người mình nói, ăn đi cái này đồ bổ rồi, ráng ăn nó tẩm bổ, nó rất là mơ hồ nha. Ví dụ như mình Việt Nam mình hay có cái màn mà nghe nó nói cái gì bổ rồi đem giọng vô ăn, cho má ăn, cho ba ăn, cho con ăn, cho chồng ăn, cho vợ ăn, cho người thương mình ăn. Nhưng mà theo tôi biết bên Âu Mỹ cũng vậy. Bên Âu Mỹ không có cái khái niệm mà gặp đồ bổ là ăn, mà họ thường xuyên đi bác sĩ định kỳ. Bác sĩ nói họ thiếu cái gì thì họ bổ sung cái đó, và bác sĩ nói họ dư cái gì thì họ ngăn cái đó, kiêng cái đó. Chứ họ không có khái niệm đồ bổ mơ hồ như người mình. Ở đây cũng vậy. Một người có học giáo lý, nói rõ luôn là giáo lý A Tỳ Đàm, thì không bao giờ có cái tâm xã. Không có cái tâm xã. Bởi vì nó chỉ có cái này. Nói về cảm thọ đó thì có năm thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xã. Thì cái thọ xã này á, nó là cái cảm giác không phải vui, không phải buồn, không phải khổ, không phải sướng. Cái cảm giác này nó có thể đi với tâm thiện, có thể đi với tâm bất thiện. Đó nói về cảm thọ. Còn một trường hợp nữa đó là ví dụ như trong tâm thiện ấy, thì nó có tâm thiện thọ hỷ, tâm thiện thọ xã, thiện hào hứng và thiện hờ hững. Thì cái tâm thiện mà hờ hững rồi tâm thiện thọ xã, rồi tâm thiền bậc thấp thì có thọ hỷ, thọ lạc, nhưng mà thiền bậc cao thì không còn hỷ lạc, chỉ còn thọ xã. Như vậy thì cái nói cái tâm xã nó giống như nó đổ bổ vậy đó, nó mơ hồ lắm. Bởi vì theo tôi biết có rất nhiều người hiểu tâm xã là tâm buông bỏ, mà cái đó kêu tên gì cũng được, nhưng mà kỹ không được nói chữ tâm xã. Bởi vì xã theo Đông A Di Đà, cái chữ xã đây nó có hai nghĩa. Một, nó là cái cảm thọ, một trong năm cảm thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xã. Mà nếu nó chỉ là tâm xã thì chưa rõ tâm phàm, tâm thánh, tâm thiện, tâm ác, chưa tâm nhân, tâm quả chưa nói.
chỉ nói cái cạnh thọ xả thôi đó thì nó rất mơ hồ. Rồi cái xả thứ hai nó là xả trong bốn phạm trú, tâm từ bi hỷ xả, thì cái tâm đó mình phải kêu là vô lượng, gọi là xả vô lượng, gọi là xả phạm trú, chứ không được kêu tâm xả không. Rồi trong thứ ba mà nếu em hiểu chữ tâm xả là cái tâm mà buông bỏ, thì cái tâm đó do mình chế ra. Chứ còn trong theo Trung A Tỳ Đàm, cái tâm đó nó gọi là cái tâm mà gọi là tâm buông bỏ đó, đó là cái tâm mà đi kèm với tâm sở vô tham. Tâm đi kèm với tâm sở vô tham gọi là tâm xả. Nhưng mà cái đó là gượng lắm. Mà mọi người biết ra thì nào không nhờ nói chuyện mơ hồ này, giống như người biết thuốc không nhờ nói đó là đây là đồ bổ đó, cái nó mơ hồ lắm. Nói ăn cái này nè, có D nè, có ví dụ vitamin A, A, B, A rồi D rồi C, cái này bổ da này bổ mắt, phải nói cho rõ chứ không phải ai kêu đồ bổ hết, nó mơ hồ lắm. Vậy rồi. Dạ cảm ơn sư. Dạ. Dạ kế tiếp câu hỏi là lý trong lý 12 duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vâng vâng, vậy lão tử duyên vô minh hay là cái gì khác duyên vô minh? Dạ cảm ơn sư. Nếu một người có biết thì không có hỏi câu này, còn cái người mà không biết thì tôi e là nó không hiểu, nó khổ vậy đó. Nhưng mà vì đây là cái lớp cái buổi pháp đàm cho đại chúng thì tôi xin nói thiệt, tôi kỵ hai hạng không biết gì hết, lâu lâu lục đại đông kinh ra lấy thấy chỗ nào là quắc ra hỏi. Ví dụ như mình biết là chưa biết đọc biết viết mà tự nhiên cái mình hỏi người ta chứ phóng xạ là cái gì, mình đang ngồi cầu á, móc ngồi cầu cái vỏ cầm cái tờ báo lên thấy có chữ phóng xạ mới gọi phone hỏi một người bạn thân hỏi phóng xạ là cái gì, thì tôi nghĩ cái này chắc giữ cho này. Đó là hợp một. Hợp hai, đó là hợp thứ nhất là mùn tịch dốt đặc tự nhiên coi kinh lụm ra đâu câu sách ra hỏi. Hợp thứ hai là muốn cho người ta biết là mình biết, mà trường hợp này cũng đáng trách là bởi vì mình hãy nhớ rằng đại chúng ấy nó đụng tới cái chuyên môn là đại chúng là họ phát hùng rồi. Nhưng mà tôi vẫn nói sau khi tôi dằn cho nhớ thì đem sao nhớ tránh những hai câu thứ nhất là đừng có ngồi cùng cái dồ xé tờ báo thấy chị phóng xạ hỏi mà đôi khi mình chưa biết đọc biết viết. Câu thứ hai đừng có hỏi để mà cho người khác biết là mình có biết cái đó, cái đó chúng ta có thời giờ cho hai cái câu này. Thì ở đây giáo lý khởi cho chúng ta biết cái vòng tròn sinh tử nó là một vòng tròn khép kín. Tức là do Đức Phật không có nói, Đức Phật không có nói là con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước gà, không có nói, mà ngài chỉ nói là muốn có trứng thì phải có con gà nha. Rồi câu thứ hai, muốn có con gà thì phải có cái trứng, thì tùy mình chọn. Bây giờ mình muốn có con gà đó thì mình đi kiếm cái trứng, mà mình muốn có cái trứng thì mình đi kiếm con gà mái. Chứ ngài không có cho biết cái nào là có trước trong trái đất này. Đầu tiên là lịch sử trái đất thì cái nào có trước ngài không nói, mà ngài chỉ nói là bây giờ muốn có con gà thì phải có cái trứng, mà muốn có cái trứng thì phải có con gà mái cộng với con gà trống. Đây ngài nói như vậy, đây cũng vậy, cái vòng tròn luân hồi của mình nó là một vòng tròn khép kín, cái nào cũng có thể là điểm bắt đầu hết. Cái vòng tròn sinh tử nó là một cái vòng tròn tiếp nối giữa nhân và quả. Người vô minh ấy, không hiểu bốn đế, tôi không giải thích bốn đế đây, tôi mệt lắm mà tôi giải bốn đế tôi đếm được là 2500 tỷ lần rồi, cho nên tôi không giải thích nữa. Thì bốn đế đó, người không hiểu bốn đế đó, thì khi mà họ gặp cái quả xấu thì cái quả xấu đó nó lại là cái điều kiện để mà họ tạo nhân xấu. Người mà còn vô minh ấy, khi họ gặp cái quả thiện ấy, quả lành á, ví dụ như quả xấu là gì, là bệnh, là nghèo, là già, là chết, ví dụ như vậy, khi họ gặp cái hoàn cảnh, cái cảnh bất toại đó, đừng nghĩ là gặp cảnh bất toại thì đó là cái cớ để họ tiếp tục họ gây tạo cái phiền não, tạo cái nhân mới để luân hồi. Và khi họ hưởng quả lành á, hưởng cái vị ngọt như đẹp, giàu, sướng, tình cảm, tiền bạc, danh vọng, chức vụ, thì họ lại lấy cái ngọt đó làm cái cớ để họ tiếp tục luân hồi nữa. Như vậy thì cái kẻ phàm phu trước cái già, cái bệnh, cái chết sầu bi khổ u não, muốn không được, thương phải sai, cái phải gặp, thì kẻ bằng vuông đứng trước cái khổ này á, nó họ xem đó là cái cớ để họ tiếp tục họ tạo nên tiền não mới để họ đi về cái cõi mới. Và khi họ đứng trước cái ngọt á thì họ cũng lại tiếp tục, ví dụ sắc thinh khí bị xúc, sắc đẹp tiếng hay đi ngon mùi thơm chút là, thì họ lại tiếp tục họ lấy cái đó là cái cớ để họ tạo thêm cái nhân mới. Cho nên ở đây mình nói vô minh duyên hành, đây là một cách nói. Và mình nói rằng mình không bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu từ xúc
Do có xúc cho nên có thọ, không sai. Đọc trong tương bộ kinh là một, đọc trong tiểu bộ kinh và cái phần mà kinh đọc giác truyện, cái phần kinh Tê Ngư là hai, đọc chú giải nha, đọc chú giải thì sẽ thấy cái đó. Tức là giáo lý duyên khởi có thể bắt đầu từ nơi vô minh duyên hành cũng được. Đó là khi trường hợp đó là muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái tầm độc hại của vô minh. Nhưng mà mình nó bắt đầu từ xúc, từ thọ cũng được, bắt đầu từ ái cũng được. Và sau cùng để trả lời câu hỏi thì các vị hỏi tôi gì chứ lão tử duyên vô minh thì phải trả lời thế này. Bản thân nó lão tử nó không đủ tư duyên vô minh, mà do khi mà bị già bệnh chết lão tử đó, người ta phản ứng tâm lý, cái kẻ mà còn là phàm phu nó phản ứng tâm lý bằng cách nào? Nó phản ứng tâm lý bằng cách là hồi nãy tôi mới nói đó, nó đứng trước cái vị đánh thì phản ứng tâm lý bằng cách là phiền não. Khổ quá nên đi, nó phản ứng bằng cách nào là nó trốn, nó có cái ý niệm trốn khổ tìm vui. Thì chính cái ý niệm đó đó, ở trong kinh có một cái thuật ngữ gọi là tứ lậu. Tứ lậu. Còn nếu mà không muốn xài tứ lậu thì mình xài từ kiểu bình thường, có nghĩa là đứng trước cái khổ mình có phản tâm lý là phiền não, mà chính phiền não này nè, bên trong nó lại có vô minh nha. Thì chính cái vô minh nó tiếp tục nó lại tạo ra các nghiệp thiện ác, và các nghiệp thiện ác nó cứ tạo lập 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 lập, nó làm cái phòng trộm mới. Đó là một cách nói mà không chuyên nghiệp. Cách nói dành cho người không chuyên nghiệp. Còn cách nói chuyên nghiệp tức là do cái phản tâm lý trước cái sầu bi khổ u não và già chết lão tử đó, cái phản tâm lý đó nó có cái tên gọi là tứ lậu. Mà tứ lậu ở đây thì cũng là tham ái và tà kiến thôi, chứ không có khỉ gì hết, cũng tham ái tà kiến. Và đương nhiên ở đâu có tham ái, ở đâu có tham ái tà kiến thì đó có vô minh nó núp lùm ở đó. Thì chính về cái tứ lậu này nè, nó lại làm nền cho vô minh. Cho nên nói gọn lại là kẻ phàm phu chưa đoạn trừ, chưa có hiểu được bốn đế, chưa trừ được thanh, được thanh kiến, thấy không? Thì cứ tiếp tục, trong cái khổ lại đi tạo ra một cái khổ mới. Còn gọi theo từ chuyên môn là trong cái khổ lại nảy sinh ra bốn tứ lậu, dục lậu, kiến lậu, vô minh lậu, thấy không? Thì từ cái dục lậu, kiến lậu đó đó, bốn cái lậu này nghe tứ lậu cho nó sang, thật ra nó cũng là vô minh thôi, vô minh tham ái tài kiến nhưng có khỉ vậy. Thì tứ lậu này nè nó lại làm nền cho vô minh. Cứ như vậy cho nên trong kinh nó có cái câu Pali như thế này. Tại tôi đúng là tôi không thiết tha gì từ gì nói Pali chỗ này, nhưng mà phải nói cho bà con đi ra trong Google nha, là chara maranamuchaya pilita namasanyaso asava nang sabbara vichara patati. Nghe tỉnh sử, nghe dịch gọn lại là chúng sinh già chết khổ sầu cũng do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Rồi, xong câu trả lời. Dạ, chúng con nếu không hiểu sự... nghe kỹ lại câu trả lời sẽ hiểu. Dạ vâng. Dạ, chúng con xin phép sang câu hỏi kế tiếp. Dạ, con kính thưa sư. Sư cho con, như con được biết thì người đồng tính bẩm sinh không thể xuất gia, và nếu xuất gia cũng không thành tựu. Nếu họ tiếp tục là cư sĩ tu tập thì sẽ có thành tựu không ạ? À? Và trong lịch sử Phật giáo có trường hợp nào cư sĩ có vấn đề giới tính, tu tập và đắc chứng không? Con thật sự thắc mắc, mong sư giải đáp giúp con ạ. Nói như thế này. Cái hôm trước tôi có nói đồng tính có hai trường hợp là đồng tính bẩm sinh và đồng tính do hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh thì khỏi nói rồi. Nhưng mà cái bẩm sinh ở đây là sao? Cái bẩm sinh ở đây đó có nghĩa là nó có vấn đề sinh học hay không? Chắc ở đây trong lùm rùm hiểu chứ sinh học đừng ép tôi phải giải thích mệt lắm nha. Vấn đề sinh học về thể xác đó. Và cái điều quan trọng nhất là tuy là bẩm sinh là họ là đồng tính nhưng mà nó thì trong Atida cái tâm tái tục rất là quan trọng. Cái tâm đầu thai của họ đó, tâm đầu thai rất là quan trọng. Nếu mà họ đầu thai bằng cái tâm tam nhân, mà đầu thai bằng tâm tam nhân thì dầu họ có bị trục trặc về giới tính hay nữa đó, thì họ vẫn có thể có khả năng chứng đạo nếu mà họ tu đúng nha. Còn nếu mà cái đồng tính bẩm sinh cộng với vấn đề sinh học không bị trục trặc về thể xác, mà trong khi đó là họ lại tục sinh, họ đã đầu thai bằng cái tâm dị nhân hoặc là phu nhân, thì họ không có khả năng chứng đạo. Cho nên ở đây quan trọng nhất là cái chuyện mà họ đồng tính hay không đồng tính nó quan trọng, bẩm sinh hay là môi trường không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là họ đầu thai bằng tâm dị. Thứ hai, họ có tu đúng với phương pháp hay không? Đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai, là thời Đức Phật từng có người rối loạn
giới tính mà họ chứng là hét có đấy. Thì dĩ nhiên trong room này nó đủ thành phần trong đây hết, thì tôi nói nó hơi phong thần nhưng mà kệ đó, mặt sát không, mình lấy kinh giải kinh là trong đại, trong hàng đại đệ tử cao độ Đức Phật có một vị là ngài Maha Cái Chay anh á, trong kinh nói ngài đẹp đó, ngài đẹp đến mức đó, mà nhiều khi ngài những cái vùng sâu vùng xa mà họ thấy cái dáng ngài đi từ xa mà họ nói là Sát Tha A Cà Tô, Sát Tha A Cà Tô, Phật về, Phật về, Thế Tôn về rồi, đạo sư về làng, đạo sư về làng, từ xa mà họ nói vậy, Sát Tha A Cà Tô, Phật về, Phật về, đạo sư về, đẹp như vậy. Và do ngài đẹp vậy, trong kinh nói ngài đẹp từ cái da, răng, môi, má, mắt, đẹp toàn tập. Cho nên đằng đằng phụ nữ đàn bà là họ gặp họ thương, nãy đằng đàn ông mới gặp nó cũng đuối nữa. Thì có cái ông tên là ông Sô Ra Giá, ông thấy ngày ngày đi bác như vậy, ông nhìn cái bàn tay, ông nhìn cái môi của ngài đó, ông nhìn cái môi, ông nhìn con mắt của ngài, mi cong, ông nói trời ơi, bà xã mình được như vậy hay biết nhiều. Và theo đúng kinh mình có lòng bất kính thánh nhân mà bất kính sau lưng, cái tội nó nhẹ bởi vì cái tâm nó không có mạnh. Nhưng mà khi mà mình có lòng tôn kính và bất kính mà trực diện thì cái tội và cái phước nó lớn. Ví dụ như bây giờ mình lạy Phật mà mình lạy nhắm mắt mình tưởng Phật, hoặc là trước tượng Phật mình tưởng Phật, thì cái công đức không bằng mình lạy trực tiếp của người bằng da bằng xương bằng thịt của ngài 32 hảo tướng. Ở đây cũng vậy, cái ông này không có lòng bất kính mà lại trực diện, cách ngài chỉ có 1-2 gan tài, cho nên lập tức ông biến thành nữ. Và trước khi mà ông biến thành nữ, ông là một cậu công tử, ông có hai con, hai đứa con. Khi mà biến thành nữ rồi thì cái cơ thể nó biến đổi, thì tâm lý cũng biến đổi, ông bắt đầu thích đàn ông. Một phần xấu hổ không muốn về nhà, một phần nữa là bây giờ ông về, ông gặp vợ ông, mà hai đứa gặp nhau hôm nay dành nó đậm à. Cho nên đó là ông trốn qua xứ khác. Qua xứ khác ông lại có chồng. Hy mà Hy có chồng với Si, nhưng mà Hy có chồng. Hy có chồng rồi Hy lại đẻ ra hai đứa con. Rồi lâu ngày Hy cũng nhớ quê cha đất tổ, một ngày kia ở xứ lạ quê người, Hy gặp là một người bạn phụ. Thì mới hỏi lại sớm là ngày xưa, thì Hy mới nói thiệt, có tôi nhớ lắm, tôi về không có được. Thì người bạn khi mà gặp người lại người bạn xưa mà trong hình hài nữ, nhận không ra. Mà khi nghe ông nói, ông họ ông khai thiệt ra, thì người bạn nói bây giờ ngài còn, ngài vẫn còn sống, tới sắp hối ngài đi, chứ mà ngài mà người ta kết là đời ông sống luôn, nếu mà ông còn muốn trở lại thân nam. Thì ông này ông mới là tức tốc ông tìm tới ngài ông sắp hối. Thì sau khi sắp hối xong thì ông phục hồi giới tính như cũ, ông phục hồi giới tính như cũ, thì ông mới chán đời đi tu. Khi ông đi tu thì mấy ông sư bạn còn phàm nó cứ theo họ, theo chọc ở ngoài. Nói trong 4 đứa con á, một cặp do vợ ông sanh và một cặp do chính ông sinh, thì cặp nào ông thương, thì ông nói của mình rất ruột ra 9 tháng 10 ngày cư mang thì mình thương hơn. Mà nó cứ theo hỏi ông phản bực, ông bực, mình cứ hỏi hoài rồi. Thì một ngày kia ông xấu hổ, ông trốn chỗ vắng, ông tu thiện đắc A-la-hán. Khi ông đắc rồi đó, thì mấy vị mới hỏi. Có nhiều vị khách tăng tới nghe chuyện lạ mới tới hỏi ông, hỏi cũng hỏi câu cũ. Hỏi trong hai cặp thương cặp nào thì ngày trả lời thế này. Nhất thiết chúng sanh thì đều là bình đẳng, không có con tôi con người hết. Thì thời Đức Phật cái thánh tăng đông lắm, đông lắm, cho nên thời đó mà mình nói chuyện mà nó hơi mơ hồ, cái đó là có nghĩa là ta hiểu ngầm là mình tự xưng là thánh nhân. Còn ngày nay nói kiểu mơ mơ nó nhiều lắm, ta nói mình nói phét, mình chảnh chọe thôi. Chứ thời Phật mình nói kiểu đó là ta hiểu ngầm là mình tự xưng là thánh, mình thật là thánh đông. Thì chỉ đang nghe vậy về vào cái thưa Phật của Bạch Thế Tôn, ông sư Sô Ra Giá ông kiêu ngạo, hỏi ông mình hỏi chơi vậy mà ông trả lời giống như ông A La Hán vậy. Thì Đức Phật nói đúng, con trai Như Lai đã là một vị La Hán, vì khi vị đó trả lời là nhất thiết chúng sanh đều bình đẳng, không có phân biệt ai hết, ai ta cũng có lòng đại bi giống nhau hết. Thì Sô Ra Giá nói thật chứ không nói dối, không có phải tự phụ kiêu mạn. Như vậy cái câu chuyện đó đó cho mình thấy rằng đó là thời Đức Phật có những người trục trặc giới tính vì lý do nào đó, họ trục trặc, nhưng mà đặc biệt là họ đầu thai bằng cái tâm tam nhân, tức là cái tâm mà tâm đầu thai hợp trí,
Các vị sẽ hỏi tôi cái tâm nó ở đâu nó ra, thì nó như thế này. Kiếp xưa mình làm công đức bằng cái tâm nào thì chính cái tâm đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cho mình về cõi lành. Thí dụ như ngày xưa mình trong kiếp mà sống nào đó mình tạo công đức bố thí trì giới mà bằng cái tâm thiện mà có trí đi cùng, thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai cho một kiếp nào đó ở tương lai. Mình sẽ đầu thai ra, mình đi đầu thai bằng một cái tâm có trí, với cái tâm đó cái A Di Đà cũng là tâm tam nhân. Còn mình làm công đức mà kiểu mà ai rủ thì làm, mà làm không có tư duy, thì cái công đức nó được làm với cái tâm gọi tâm thiện ly trí vô trí, thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lành, nhưng mà sinh ra thì cũng có thể đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, bằng cấp vút ngàn, nhưng mà không có khả năng thấu đáo những vấn đề trừu tượng siêu hình tâm linh, không có khả năng nha. Mình có thể lấy bằng bác sĩ, tiến sĩ, có thể là một học giả, có thể là một nhà khoa học có giải Nobel, nhưng mà mình tuyệt đối mình không có đủ cái tầm để hiểu cái vấn đề mà thiền định hay là đạo quả, mình hiểu rồi. Cho nên cái tâm nhân là như vậy đó. Ok, xong rồi. Dạ, nhân đây cho con xin phép hỏi như thế này sư. Dạ, thì làm thế nào mà mình có thể nhận biết được mình hay là một người mà có là người tam nhân sư, làm thích cách nào? Hiểu rồi. Cái đó quan trọng. Cái đó quan trọng. Xin hỏi gì chứ, người hỏi có mặt ở đây không? Dạ con rồi sư. Ok. Tôi hỏi cô có thích, tôi giả định như cô muốn đi học đàn. Dạ. Thì cô đi học đàn hay là cô đi tìm hiểu bác sĩ rồi tiến sĩ, học giả, bác học để cô hỏi cô có khả năng học đàn hay không, hay là cô muốn đi học rồi cô bỏ tiền cô đi học, tôi nói đi. Dạ đi học sư, bỏ tiền. Hả? Đi học sư. Đúng. Dạ con bỏ tiền đi. Vậy. Dạ. Me too. Tôi thích học vẽ, thích học đàn thì tôi bèn đi học ngay. Chứ tôi không có đi tìm hiểu là tôi có phải có khả năng trở thành một nhạc sĩ, một họa sĩ hay không, cái gì đó không thành vấn đề. Tôi thích tôi đi học. Rồi cái sức của tôi tới đâu thì tôi sẽ thành tựu tới đó. Nghe kể không? Trước khi tôi đi học võ thì tôi cũng tới võ đường tôi đóng tiền tôi học. Muốn đi học vẽ thì tôi học, muốn học học võ được, học vẽ được, nhưng nếu được học võ vẽ thôi. Chứ còn mà muốn học cái gì thì tôi cứ đi danh tôi học, tôi không cần tìm hiểu là tôi có khả năng gân cốt đủ mạnh đủ cứng để trở thành võ sư không, chỉ nó quan trọng. Ở đây cũng vậy. Thấy đời là khổ, thấy tấm thân này là khổ, cái sự hiện hữu này là khổ, thì bèn học đạo, bèn hành đạo. Còn cái chuyện có chứng đạo liễu đạo hay không, đó là hạ hồi phân giải, nghe kịp không? Chứ mình tuyệt đối không cần thiết, tôi gạch dưới chữ tuyệt đối, mình tuyệt đối không cần thiết phải xác định là mình có đủ duyên chứng hay không. Bởi vì hai cái bậy thứ nhất, ai là người có thể giúp cho mình xác định được mình là loại người nào. Giả định như người đó nói đúng, người đó có khả năng đó, người đó là vị A-la-hán chứng lục thông, có khả năng đó. Giả định mà mình biết để làm cái gì, để mình kiêu ngạo à. Trong khi mình phải nỗ lực tu cái đó. Còn nếu mà lỡ vị đó phán rằng con không, kiếp này con không có khả năng, thì mình coi như mình bại sụi luôn, coi như là mình buông luôn cũng không nên. Mà mình nghĩ rằng mình có khả năng để làm chi, cho nên tốt nhất là không cần phải buông xuôi vì mặc cảm, mà cũng không cần phải tự đại vì tự tôn, mà cứ nhắm mắt chuyên tâm miên mật tu học, đó là chuyện cần thiết. Và tôi nhắc lại, tôi muốn học võ, muốn học vẽ, tôi muốn học đàn, muốn học nhạc, tôi bèn ghi danh đi học. Tôi chẳng hề đi tìm hiểu là cái khả năng của tôi có thể đi tới đâu. Tôi thề với cô, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu xuẩn. Ok. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, kính thưa sư, con muốn hỏi việc tẩm bổ, loại trừ trường hợp trị bệnh bằng những món như yến xào, nhung hưu có bất thiện không? Theo con nghĩ, dùng những món đó không do mình cố ý tìm kiếm mua về, nhưng việc sản xuất những món này có gây hại đến những loài vật đó. Xin sư giảng rõ giúp con. Dạ. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi phải hơi lạc đề chút. Nói lạc nhưng mà cần. Nha, có những trường hợp lạc mà cần. Đó là có một cái hiểu lầm cực lớn
cực lớn, vô cùng lớn, ở rất nhiều Phật tử, mà dường như cả tăng ni nữa. Thì tôi có nghe giảng, khi mà họ giải thích, có người thì giải thích, có người thì hiểu, rồi họ kể lại cho tôi nghe, là nói chung là có rất nhiều người hiểu lầm cái tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi đó. Thì cái không thấy ở đây họ định nghĩa thế này, không thấy ở đây có nghĩa là không thấy con vật nó bị giết, là rồi không nghe là không nghe tiếng con vật nó kêu. Thì tôi xin thưa rằng trên đời này không có cái gì mà nó bậy cho bằng cái định nghĩa này. Định nghĩa không nghe đây có nghĩa là không nghe con vật nó kêu. Tôi hỏi nha, có ai nghe con cá nó kêu không? Có ai nghe con nghêu sò ốc hến nó kêu không? Có, chỉ có con heo, con bò, con dê, con cừu nó mới, con chó nó mới kêu thì bị giết thôi. Chứ tôi hỏi gì, con cá, con tôm, con tép, con nghêu, con sò ốc hến, cua, ghẹ, mấy con seafood, rồi nó có con nào mà nó kêu không? Không. Cho nên nghĩa là nó không kêu là mình có quyền mình sực láng hết, đúng không? Sai. Ở trong tiếng Pali đó, không thấy, không nghe, không nghi á là sao? Không thấy là Adithang, không nghe là Asutang, mà không nghi là Aparisankitang. Adithang nghĩa là không có tận mắt thấy người ta giết con đó để cho lát sao mình ăn. Đó là Adithang, còn Asutang nghĩa là không có nghe ai nó nói, không nghe ai nó nói trực tiếp và gián tiếp, râm ran, đồn thổi. Nói rằng hôm nay cái cô A, cô B, cô C, cô F, ông A, ông B, C, ông F gì đó, ông sẽ làm gà, ông đãi si đó, ông đãi chị, đãi cô đó. Mà mình nghe như vậy đó, mà mình vẫn ăn thì không được. Không thấy nhưng mà mình có nghe loáng thoáng, đó thì cũng được. Chứ không phải là nghe cái tiếng của cái con đó, nha. Chứ nếu mà nghe tiếng con đó thì hiểu như là kẹt quá. Bây giờ tôi nhắc lại, chỉ có con bò, con dê, con cừu, con chó nó mới kêu, chứ mấy con kia có con nào kêu đâu. Cho nên không thấy giết, rồi cũng không nghe ai cái như là con người đó, không nghe đấy, nghe không nghe con người, không phải là nghe con thú, mà không nghe con người, không nghe ai nói gì hết. Và cái thứ ba, Aparisankitan, không phải là nghi. Aparisankitan có nghĩa là liên tưởng, hình dung, nghi ngờ. Nó phải gồm có cái liên tưởng, hình dung, nghi ngờ, đoán mò. Cái Aparisankita để nó nghĩa nó rộng như vậy đó. Liên tưởng là sao? Là nhà thì ở giữa đồng, xa chợ, không, mà không có hàng quán gì hết, mà mình ghé chút xíu xong thấy có gà, có thịt gà để mình ăn, thì mình nghĩ chặt gà này mới xử nè. Chứ ở đâu có, gần chợ búa, phố xá thì maybe họ ra chợ họ mua. Còn đằng này giữa đồng không, không phải mình không thấy phố xá tiệm tùng gì hết, mà nhà dỗ cổ siêu, mà mình lời khách mình về, xong mà mình một là mình nghe tiếng gù gà nó kêu quăng quát là khỏi nói rồi, nhưng mà đại khái là mình lát sau vô mình thấy có cá tươi, có thịt tươi mình ăn, thì mình nghĩ cái này chắc nó mới làm để đãi mình. Thì khi mình nghĩ như vậy đó, mình có lòng hơi ngờ ngợ, nghi nghi là không nên ăn. Bởi vì sao? Vì khi mà mình biết như vậy mình vẫn ăn thì có nghĩa là mình ít nhiều mình cũng có cái đồng thuận, đồng tình, đồng ý ở trong cái chuyện mà người ta giết chóc. Nhớ cái đó. Và tôi là ông sư Nam Tông, nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là cái ăn, cái Nam Tông không phải là, có nhiều người hiểu là Nam Tông là đạo ăn mặn phải, mà Nam Tông là có thể ăn mặn, chứ không phải là đạo ăn mặn, cái đó là sai. Mà ăn mặn đây là tùy duyên. Tùy duyên đây là sao? Có nghĩa là nguyên thủy á, chị Tăng đi bát, mà cái bữa đó họ chỉ để có một chén cơm thôi, mà cơm rang. Rồi họ rang, rồi tự nhiên rang này mình đâu biết chai mặn gì, cộng đâu có biết. Nhưng mà nếu mình có lòng mình nghi, đây là họ rang bằng mỡ heo, ra họ có đào bỏ nước mắm vô đó, mà mình nghĩ mình nghi và mình ăn đó, thì bữa đó là chết. Thế là một ngày gia tài chứ bữa ăn thì bắt buộc phải ăn. Chứ nếu mà có thể lựa chọn đó, thì không nên, nghe tôi nói thiệt chậm nha, nếu có thể lựa chọn thì không nên cố ý tìm mua đồ mặn để ăn. Và như cái kẻ nào mới vừa chửi xéo tôi đó, tức là tôi xin nhắc lại, tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này. Tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này. Nếu có thể lựa chọn, thì nhà chùa có nhà bếp, có người đi chợ hẳn thôi, thì không nên có cái ý mà dặn người ta mua đồ mặn. Bởi vì cái này tôi cũng phải nói thiệt, là nếu thường xuyên mà suy niệm thì thấy mình giả định như người thân mình đó, mà nằm ở trong cái đám đó thì
Trong, người thân mình nằm ở trong cái đám gà heo thịt cá đó thì mình có nuốt nổi không, thí dụ như vậy. Mình phải thờ ơ lắm mới ăn được. Trong đời có hai hạng: một là chuyên tu đại bi như lời Phật dạy, mở một đơn xem dùm kinh Chi Bát Cá, không mở vô Google kiếm dùm kinh Chi Bát Cá hoặc là kinh Si Hát. Kinh Si Hát vô Google tìm kinh, tìm dùm hai kinh thì Đức Phật dạy rất rõ. Ở đây vị tỳ kheo khi mà ăn một món ăn tam tịnh nhục cũng phải ăn bằng lòng đại bi thì cái ăn đó là vô tội. Tam tịnh nhục là chưa đủ, phải thêm ăn bằng lòng đại bi. Tức là luôn luôn có cái lòng đại bi về với chúng sanh. Khi ăn như vậy thì nó chỉ nghĩ rằng đất lấy đất nước lửa gió, nuôi đất nước lửa gió thôi. Với điều kiện là anh không có lựa chọn, và trên cái nền tảng của sẽ không lựa chọn ý, anh lại liên tục là cái người thường xuyên sống ở trong lòng đại bi. Thì cái ăn thịt cá lúc bây giờ nó là vô tội, nó không có lợi. Còn nếu mà cái món ăn đó nó bị mắc vào trong tâm tình dục, và bản thân anh cũng không phải là người thường xuyên sống đại bi, và cộng với cái thứ ba còn tệ nữa là anh là thường có cái ý muốn ăn ngon, anh bị lệ thuộc cái khẩu dục, thì trong trường hợp đó ăn cái gì mà thuộc về thịt thà cá mắm đều là bị có lỗi ít nhiều hết nha. Ba cái: một là cái nó mắc vào tâm tình nhục, hai là anh không thường xuyên sống trong đại bi, ba là anh có cái lòng tìm món ngon. Nói như vậy có nghĩa là những cái thứ gì yến hay là nhung đó, bây giờ tôi mới trả lời câu hỏi. Nếu mà lòng thấy day dứt, nếu lòng thấy day dứt thì không nên dùng. Bởi vì hôm nay chúng ta có một tỷ thứ thuốc bộ để thay thế. Và tôi cũng phải nói thiệt là tôi cũng có người cho tôi bị bạn yến có. Thì không, lâu lâu lần chứ thì chắc cái vị nhìn tướng tôi biết, nhìn da mặt tôi biết, nghe nói ăn yến da đẹp lắm. Thì cái da tôi hình như xấu hắc chứ biết chưa, tôi ăn bao nhiêu. Mà tôi nói thiệt là tôi không thấy cái gì hết. Tôi biết người ta ăn ký người ta ký kia sao, nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ mình không nên lệ thuộc nó. Vì thứ nhất đúng, lòng rây rứt không nên ăn. Thứ hai, nó phải là thứ duy nhất trong thế giới này mà để có thể giúp mình bồi dưỡng. Còn ba cái lọc nhung thì còn bậy nữa, cái món nó còn hiếm hơn ý nữa, hiếm. Tôi biết cái đó mà, cái sừng non hiếm lắm. Cho nên nếu mà lòng rây rứt thì không nên ăn. Còn nếu mà lỡ như nó đã lỡ sẵn có trong nhà thì theo tôi ăn đó là vô tội. Nếu mà nó lại lỡ sẵn có thì vô tội. Còn nếu mình dặn người ta mình đặt hàng đó là không nên. Có hai đoạn không nên: một là dặn người ta để mình đặt mua là không nên, hai là khi ăn mà nghe có lòng rây rứt cũng không nên ăn. Bởi vì nó lọt cái đường thứ ba là parisankhita. Cho nên nếu mà nó lỡ sẵn có rồi thì không nên bỏ. Còn nếu mà ngại thì có thể cho ai đó, nếu ngại thì có thể cho ai đó, nhưng mà không nên ăn. Nếu mà rây rứt thì mình ăn mà rây rứt thì nó không có bổ dưỡng nữa, nó bổ thân mình, nó hại cái tâm của nên ăn. Ok, sao? Dạ, còn tri ân sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ, xin sư hoan hỷ giúp con câu hỏi. Đối tượng thức trong sắc uẩn là suy nghĩ và quán pháp cũng là suy nghĩ, nhưng con chưa phân biệt được khi nào là thức trong sắc uẩn và khi nào là trong quán pháp. Xin sư hoan hỷ hướng dẫn giúp. Dạ. Cái câu này hoàn toàn tôi không hiểu họ hỏi cái gì. Tôi không hiểu bị gì. Cũng phải nói tôi không có giỏi A Di Đàm, nhưng mà nói cái câu này tôi nghe có cái mùi nó hơi đụng chạm tới cái A Di Đàm đó, nghe không? Nhưng mà cái người này hoàn toàn mù tịch. Người này mù tịch về A Di Đàm, hỏi câu nó quái gở như vậy. Vậy tôi xin trả về cái nơi sản xuất. Ok. Dạ vâng. Câu này nghe rất là kỳ. Nó vừa thiếu chuyên nghiệp mà nó vừa mất thời gian lắm. Nghe tôi hiểu câu hỏi này. Cho qua đi. Dạ. Câu hỏi kế tiếp. Dạ, con xin hỏi làm quen với thiền tứ niệm xứ phải bắt đầu từ đâu thưa sư? Con kính tri ân sư. Cái câu vừa rồi tôi không trả lời, tôi cũng rây rứt. Nhưng mà tôi không muốn nó trở thành cái tiền lệ. Nha. Tôi muốn trở thành cái tiền lệ. Có nghĩa là ra cái cầu cá dồ ngồi xé bài báo, thấy cái chữ phóng xạ rồi đi hỏi tùm lum. Tôi thù nó lắm nha. Không chịu ABC, không chịu học, mà cứ ăn khúc bánh mì, cái vừa ăn vừa nhai, cái coi trong đó nó ghi cái chữ ngộ ngộ á. Ba cái hạt nhân phóng xạ, rồi ba cái nguyên tử, rồi proton, electron gì đó, chữ thì không biết, mà cứ thấy ngộ ngộ hỏi vậy đó. Rồi, cho nên là vì để tránh cái tiền lệ đó, cho nên câu vừa rồi tôi không trả lời. Nhưng bây giờ câu tiếp theo, đó là để làm quen với môn tâm xứ. Dạ thưa
đúng là câu này cũng phải đi luyện luôn, luyện câu này luôn. Là bởi vì người nào hoàn còn buồn tính mới tức dùng sức là cái gì? Cái câu này đó là nó buồn tính, cái câu này đối với tôi nó giống như cái câu mà hỏi làm cách nào mà để là tiến gần đến sân bay, gần giống như thì tôi hỏi một câu, biết sân bay là cái gì không? Và anh tới sân bay để làm cái gì? Để anh đi máy bay hay là anh tới khủng bố hay là anh xin làm tập dịch trong đó? Tự nhiên hỏi câu làm thế nào tiến gần sân bay, anh hiểu là sân bay là cái gì và hạng người nào cần đến sân bay, anh hoàn toàn anh không biết. Anh hoàn toàn anh không biết, anh mới hỏi câu quái đản vậy. Làm sao để đến sân bay đó, thì làm sao để có thể đến gần sân bay? Thì tôi xin chịu thua là mới vì cái người này buồn tịch. Tuy người nào biết sân bay là cái gì, sân bay thì tôi xin thưa, sân bay nó là cái chỗ mà người ta đổ rác, rồi nói vậy nó cũng được. Bởi vì người hoàn toàn không biết sân bay là cái gì thì mình hiểu, mình định nghĩa sân bay là chỗ đổ rác. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt, may ra cái người này hiểu. Không hề có chuyện làm quen pháp môn tứ niệm xứ. Vì pháp môn tứ niệm xứ đó là cái sự quay về nhìn lại thân tâm của mình để thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Mà nó làm sao thì mọi thứ còn lại trong trời đất này cũng như vậy, cũng khổ, vô thường, vô ngã. Để làm chi? Để không còn tiếp tục thích và ghét cái gì trong đời nữa. Đủ duyên thì với nhận thức này sẽ giúp ta chứng thánh. Không đủ duyên thì cũng là gieo duyên trên đời sau kiếp khác. Và ngay trong hiện tại an lạc hiện tiền. Đó là pháp môn tứ niệm xứ. Thì tùy anh hỏi tôi có cách nào để làm quen, thì tôi nghĩ rằng chỉ đầu tiên anh phải coi anh có hiểu được gì về pháp môn tứ niệm xứ hay chưa. Ok, rồi trở qua đi. Dạ. Dạ, câu hỏi kế tiếp con xin được đọc nguyên văn. Dạ, kính bạch sư, nếu 5.000 xá lợi của Đức Phật gom lại và thuyết pháp một lần cuối, thì mình phải tu học và nguyện như thế nào để gom đủ phước báu có mặt trong lần thuyết pháp đó? Hay so với trình độ của một người tầm thường như con bây giờ thì nên quên đi thưa sư? Sư cứ nói thẳng cũng được, đỡ mất thời gian của sư. Dạ, mô Phật kính đảnh lễ sư. Thì nói vắn tắt thôi. À, cái chuyện mà nó sẽ lại gom lại đó, nó không phải là kinh điển chính thống, mà nó là của chú giải. Của chú giải đời sau, của chú giải trường bộ và chú giải tiểu bộ. Nha. Chú giải trường bộ cho tiểu bộ, chứ còn mà trong chánh tạng thì không có thể nói. Tuy nhiên, có rất nhiều chuyện trong đời này tôi không nói là có hay không, nhưng mà tôi nói rằng nếu chuyện nó có xảy ra thì không có gì lạ nha chuyện đó. Thì tôi có đọc trong chú giải, tôi có đọc bản Pali nói về cái chuyện mà 5.000 năm sẽ lại gặp lại. Nhưng vấn đề thế này là lúc đó chỉ có chư thiên, chứ nhân loại lúc đó là nó tệ, nhân loại lúc đó không có đủ sức để hiểu, và mình không có cần thiết phải nguyện. Bây giờ cứ dốc sức tích lũy thất thánh sản, tức là tính, đó là chánh tính á, giới, giữ giới đó, văn, cái này là siêng học Phật pháp, tàm úy là biết thẹn biết sợ tội lỗi, và trí tức là trau dồi trí tuệ bằng cách là học giáo lý và tu tập tuệ quán tứ niệm xứ. Thì bây giờ bảy cái tính, thế giới, văn, tàm, úy, trí, thì bảy cái món này trong kinh gọi là bảy cái thất thánh sản Ariyatthana. Thì khi nào nó đủ tiền đó thì nó tự nhiên nó có cái bến để nó tắp vô. Cái bến nó có thể là 5.000 năm khi mà cái xá lợi gom lại. Còn không đó thì từ đây lên đến đó, nếu mình đủ duyên thì mình có thể chứng ngay kiếp này hoặc kiếp sau, hoặc là 5 kiếp, 8 kiếp nữa, chứ không có nhất thiết ngu dại gì mà nguyện ngay chốc cái đó 5.000 cây. Cái đó là cái suy nghĩ rất là tiểu thừa. Bởi vì chưa gì hết mình đã có mặc cảm là mình ngu, mình kép, nó làm sao được. Rất là tiểu thừa, là tiểu thừa như vậy. Tiểu thừa là cái suy nghĩ cạn kẹp, chứ không có cái hệ phái nào mà nó ngu mà nó chọn cái hệ thống giáo lý tiểu thừa nó theo. Mà tiểu thừa là cá nhân tiểu thừa nha. Thì cái kiểu mà tiêu nha bệ chủ mẹ cô giống túi, chưa gì hết mà mình có cái mặc cảm như là không được. Mà ngay bây giờ cứ tận lực, như nãy tôi nói, muốn học vẽ thì học, muốn học võ thì học, đấy, muốn học nhạc thì học. Rồi có chuyện mà mình tận lực mình học rồi nó đưa mình đi tới đâu đó là chuyện của mai mốt. Nhưng mà trước mắt là thích thì cứ nhào vô học, thấy đó cần thiết thì nhào vô học, rồi theo năm tháng mình thành cái gì thì mai mốt biết nha. Đây cũng vậy. Cứ tích lũy bảy cái món tài sản của thánh nhân đó, tính thi giới và tầm quý trí, thì khi nào nó đủ thì tự động nó có cách. Bởi vì trong kinh, trong mình này, trong chú giải nha, trong chú giải tiểu bộ, bộ chú giải bộ Apatana đó, thì có cái câu thế này là
chú giảng tiểu bộ kinh mà cả chú giải tăng chi cái phần năm tháp, có cả hai xem cái chú đó. Thì có năm quả báo của một người mà tu tập tinh tấn: một là chứng quả ngay đời này, hai là chứng quả, một là chứng quả thở bình sinh, nghĩa là lúc mình đang khỏe đang trẻ; hai là chứng quả lúc cận tử; ba là về trời gặp được cái vị nào đó người ta dạy cho; bốn là nếu mà vẫn về trời vẫn đắc gì hết thì khi gặp Phật á mình sẽ là bậc tốc chứng đắc nhanh. Tại bây giờ mình nỗ lực đi, nỗ lực. Cho nên nếu mình đắc bình thở bình sinh không được thì đắc lúc cận tử, mà lúc cận tử không được thì về trời gặp các vị thánh nhân mà dạy mình. Mà nếu không được nữa thì khi gặp Phật mình cũng sẽ được cái ngôi vị tốc chứng này đắc nhanh. Và cái thứ năm, nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nghĩa là trong kinh nó có những lúc mà lâu quá trời lâu mà không có chư Phật chánh đẳng giác ra đời, thì những cái người mà họ có cái ba la mật sâu dày đó, trước đây họ chưa từng nguyện cái gì hết, là chỉ nguyện giải thoát thôi, mà bây giờ trải qua thời gian quá dài mà không có chư Phật ra đời, thì tự động họ chuyển nguyện thành độc giác. Mà lúc đó họ cũng không biết độc giác là cái gì, họ không biết, họ chỉ thiết tha làm sao mà tôi đủ sức để tôi tìm ra con đường giải thoát. Cho nên trong kinh mới xác định là cái pháp môn tu niệm xứ nếu không được ai dạy nha, nếu không được ai dạy mà tự mình mày mò tìm ra thì chúng ta phải mất thời gian tối thiểu là 2 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mới nghĩ ra cái pháp môn tu niệm xứ để mà chứng đạo. Hôm nay nó có trường số vị khi mà họ học giáo lý rồi họ đọc sách Tây, sách Tàu, triết Đông, triết Nhật, triết Ý, triết Tây Ban Nha, họ thấy một vài cái điểm mà theo họ là điểm đồng á, cái họ mới nói rằng đó là thật ra tinh thần tứ niệm xứ, tinh thần vô ngã, tinh thần duyên khởi là đã có bạc ở khắp nơi. Thì cái đó là một cái ngộ nhận, một cái tài kiến, bởi vì những cái đó nếu không phải là từ cái nguồn Phật pháp ra thì chỉ có độc giác thôi, độc giác và chánh đẳng giác mới tự nghĩ ra, mới tự phát hiện ra, chứ không có cái người nào mà ngoài hai cái vị này mà tự nghĩ ra, không cần thầy nhớ nha. Còn hôm nay mà họ đọc mà thấy Krishnamurti rồi Lão Tử rồi Aristotle rồi Plato, Socrates mà thấy điểm hao hao, hoặc đọc trong thánh kinh rồi thấy điểm hao hao, họ nói đó là điểm đồng, thì cái đó tôi xin nói rõ, đó là ảo. Bởi vì họ đọc như vậy có nghĩa là họ không có tin Đức Phật lắm. Người không tin có quả vị chánh đẳng giác hiếm hoi, thì họ mới đi họ thấy bên hàng xóm láng giềng có cái giống vậy. Chứ nếu họ biết rằng cái của ông nội họ là kim cương á, của ông nội mình để lại là viên kim cương á, thì họ nhìn ba cái thủy tinh pha lê họ không có nghĩ như vậy. Còn khi mà mình không biết cái của ông nội mình để lại là kim cương á, thì mình thấy thủy tinh pha lê hoặc thấy một giọt xương trên đầu cỏ, mình vẫn tưởng lầm là cái đó giống như cái của ông nội tôi. Nhưng mà quên rồi, ông nội mình, cái viên của ông nội mình là viên kim cương. Nó khổ chứ, vì mình không hiểu. Cho nên mình đi đâu thấy nó nhấp nháy, nó lấp lánh, nó làm cái tử giống nội mình. Ok, xong. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, bây giờ mình còn 5 phút nữa, mình có đủ thời gian cho một câu hỏi cuối không sư? Dạ, cứ tùy duyên con, mình đâu có khích nút dữ gì cô. Coi dạ. Giảng được mới dứt, nhiều khi hồi nãy cô đã lấy người ta hết 5 phút rồi đó. Dạ, vâng. Biết lấy là biết trả. Dạ, dạ con quên xin đọc câu hỏi. Những cái thông báo dạ, vâng. đó. Những thông báo đó thì nên để cho sau cuối lớp nha. Đặng khi dạ, tôi đi là quý vị tha hồ, chứ còn thì bắt nguyên một rừng người ngồi chờ thì phí. Hiểu không? Dạ vâng. Dạ, hiểu tôi nói không? Những thông báo đại loại như nãy vậy đó. Thì dạ. Đợi tôi giảng xong thì chẳng hạn như hôm nay. Tôi giảng xong tôi có việc để tôi làm. Mà tôi phải ráng tôi nóng ruột ngồi tôi chờ. Nhưng mà nhắc bị thôi chứ không phải là trách. Dạ vâng. Okay. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, thưa sư, sắp tới các vị đại thiền sư của Miến Điện sẽ về Việt Nam mở các khóa thiền. Con phân vân, không biết nên đi hay không, vì con đã đi cũng nhiều, trải nghiệm cũng nhiều, cuộc sống ở thiền viện cũng như trường thiền. Tự nhiên một ngày con thấy, that's enough, bên trong con không có mong muốn đi thêm nữa, và thấy mệt mỏi với việc tìm cầu từ bên ngoài. Có phải con đang dễ vui lười biếng không thưa sư? Hay chính mong muốn đi trường thiền lại là một tâm tham cầu pháp? Xin sư hãy giúp con. Câu trả lời rất là ngắn, trả lời có 3 giây thôi. Thứ nhất, tôi nghe cái chữ nhiều tôi đã ghét rồi. Chữ nhiều ở đây là họ tính lên cái đồng hồ, là nó nhiều giờ, tính lên tờ lịch là nó nhiều ngày, nó nhiều tuần lễ,
nhiều tháng thì gọi là nhiều. Chứ còn vấn đề tâm linh mà nói là nhiều thì bà cố tôi không biết tới đâu gọi là nhiều. Tôi hiểu không? Bố thí, trì giới, học đạo, ngồi thiền, từ tâm, tất cả tôi không biết cái gì gọi là nhiều, tôi không biết. Bởi vì tu thiền chỉ, thiền định là phải đắc thiền, đắc định. Còn tu tuệ quán là phải đắc đạo, đắc quả. Chứ còn không thể nào mà hãy mà chưa có đắc gì hết thì tôi chưa biết sao gọi là nhiều. Nha, đó là cái thứ nhất. Cho nên là ơn bỏ chữ nhiều thì mình mới khá được. Cái nhiều của mình chẳng qua là mình tính trên đồng hồ, trên tờ lịch, nó nhiều. Thứ hai, nếu mà lòng thấy không thoải mái thì bắt chứng gì phải đi? Nếu lòng không thấy thoải mái thì không cần thiết phải đi, bởi vì đi mà không thoải mái đi làm chi. Cái điều thứ ba, cho rằng có lòng thích như vậy đó là tham ái, nghe thì sang thiệt nhưng mà nó bậy đó. Bởi vì cho rằng thích nên học đạo là tham. Vậy quý vị có chắc quý vị ở nhà quý vị không tham không? Ở nhà vợ chồng con cái ăn uống mua sắm du lịch tranh ảnh rồi internet rồi tivi tùm lum, quý vị có chắc là quý vị ở nhà không tham? Thôi thì tôi giả định nha, tôi không thèm giải thích, tôi mệt lắm rồi. Tôi giả định là có cái lòng học đạo là tham thì thôi, thì tham cái này vẫn tốt hơn. Nếu mà không đi chỉ vì nghĩ đó là tham thì tôi khuyên nên tham cái học đạo đi. Yeah. Chứ còn theo trong Ba Thì Đàm thì cái chữ muốn đó, nó rộng rãi lắm. Vì A-la-hán cũng cái muốn, nhưng cái muốn của ngài là tâm sở dục, chứ ngài không có tâm sở tham. Còn mình á thì mình có cả hai nha. Yeah. Và cái muốn ở trong thiện pháp đó, nó là tâm sở dục. Yeah. Trong tâm đại thiện chứ nó đâu phải hạn, nó là tâm tham. Còn mình cứ ôm cái tiếng Việt Nam, mình thấy chữ muốn là mình đồng nghĩa, xin lỗi nha, trai gái nhậu nhẹt shopping du lịch tất cả đều là muốn hết, không có đúng. Trong ngay cả tiếng Mỹ mà nó có còn to want, to like, không, chứ đâu có phải chỉ có một chữ đâu. Không, mà tiếng Việt Nam mình có chữ muốn không à. Mà chữ muốn mình nghĩa nó rất là negative. Ok, vậy tôi đã trả lời xong. Thứ nhất là không có gì là nhiều đâu, nếu nghĩ là đã nhiều rồi không đi đó là bậy. Thứ hai, nghĩ đó là tâm tham thì thôi, thì tham cái này vẫn tốt hơn tham ở nhà. Thứ ba, nếu thấy rây rứt thì không nên đi. Và cái thứ tư, tập thể dục cho đến bao giờ kiệt sức thì thôi, chứ không có cái tập thể dục nào mà nó là dư. Ăn kiêng thì chỉ có tốt thôi, chỉ trừ khi ăn kiêng đến mức kiệt sức thì phải coi lại. Rồi hít thở khí trời cho đến bao giờ mình buồn ngủ thì thôi, hoặc nắng lên thì thôi. Chứ còn mà ăn kiêng nè, rồi dưỡng khí nè, rồi thể dục, mấy cái này nó không bao giờ chứ. Và cứ có điều kiện thì nên ăn kiêng, có điều kiện thì nên thể dục, có điều kiện thì nên hít thở trong lành, đúng không? Chứ không bao giờ có cái chuyện mà dư. Mỗi lần gặp được những cái bậc minh sư thiện hữu là một cơ hội để mà mình làm tốt hơn, làm sạch sẽ, làm ngon lành hơn cái thân tâm của mình. Thì mắc gì mà mình phải đi tìm lý do để mình từ chối. Đó là bốn cái đầu dòng gửi cho cái người hỏi. Dạ, quá rõ, chúng con tri ân sư. Dạ, thời gian của chúng ta đến đây cũng vừa đủ. Dạ, chúng con xin khép lại buổi văn đáp hôm nay. Chúng con kính tri ân sư. Dạ, chúng con kính chúc sư một buổi tối an lành. Hẹn bà con từ sau, dạ. Dạ, hẹn tất cả. Dạ, chúng con kính tri ân sư.